Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục đến với nhà vườn anh Văn Giang. Có một số hoa giấy đang rực rỡ bông chào bán cùng bà con nha. Những cái dòng cây siêu hoa và một số cây đế đẹp bonsai. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn anh Văn Giang à. Rồi, chào anh Văn Giang. Rồi, chào bà con ở miền Tây Bắc gần xa ha. Chào anh Liêm. Nè, có số hoa giấy giao lưu phục vụ nhà mình về ngắm hoa, trang trí những lúc thư giãn mệt mỏi cái nhà. Đó. Đầu tiên là cây số 1 cẩm thạch tím. Nó đang búp đều hết ha. Đó. Cái dòng này thì siêu bông xưa giờ không nói à. Tím đang siêu bông siêu nụ luôn. Một cốt cao nha. Cao tới đây là 90 ạ. Ngang đây là 60 ha. À, cái dáng này nó hơi ảnh luôn ha. Quỳnh cổ là 17 cái nha. Ảnh đây mà nó dính cái bo này cái nha. Đây này thấy ha. Nó dính cái bo này không, cái bo này làm câu qua đây nha. Nữa cái nhà mình cắt uống gì tùy thích ha. Rồi. Đó. Thành tác phẩm đã một bo duy nhất mà cái một bo duy nhất này nha. Mã số 1 à, cẩm thạch tím xin lưu của nhà mình 330k cái nhà mình đây 330. Rồi cho em cẩm thạch tím mã số 1 ha. Mã số 2 là em cũng lắc lượng luôn ha, cũng quần lửa siêu bông luôn, bông ở ngoài nắng rất là đẹp, đậm màu nha bà con. Cao 85 ạ. À. Ngang đây 85 luôn cả nhà mình đây. Đây quay giờ thấy cái đế ha. Mình cổ đây là 19 giữ gần 20 cái nhà. Đó, lắc lượng luôn nè. Thằng co lắc trên hình gì luôn ha. Rồi cây mã số 2 phụng quần lửa nha. Này xin lưu cái nhà 470k cả nhà mình đây. 470. Rồi, cây mã số 2 phụng quần lửa. Mã số 3 dạ là cẩm thạch tím đây, cái này nó co lắc nữa đây. Tím siêu bông, cẩm thạch tím siêu bông quá nha. Cao là 70, ngang là 65. Đấy thì sẽ thấy vành cổ nè. À, vành cổ là 16 nha, mà nó có lúc bứng có chạy vậy nha. Đây em theo chỉ nha. Đây. Chạy khô đi nha. Mã số 12, ở mã số 3 cả nhà. Nhảy quá nhảy à. Cẩm thạch tím này xin lưu cái nhà mình là 320k cả nhà mình đó. 320. Cây dáng bài nha bà con. Mã số 3 ha, cẩm thạch tím ạ. À. Mã số 4. Hồng gân cả nhà mình đây. Hồng gân. Cây này đang phun hoa luôn. Hoa rất là dày. Cao là 60, ngang thì 75 ha. Hồng cổ đây là 22 cái nhà mình đây. Dáng sung sung quỳ gì nè. À, mã số 4 ạ. À. Cây hồng găng xin lưu cái nhà mình là 340k cái nhà mình đây. 304. Cho hồng găng này ha. Mã số 4 ạ. À. Ta lên mấy cái bự mã số 5. Cây khủng khiếp. Cây cái tàn rất là rộng nha mọi người. Mã số 5 đó nha. Tàn những này cái dòng siêu bông. Những cái dòng như tím tuyết rồi đó thì nó cắt đọt ra hoa là bà con ơi. Đây tính màu nha. Nhiều màu nha. Trắng tuyết ha. Tuyết 1. Tím tuyết 2 ha. 2. Thả phớt hạt trắng phớt hồng thái ha. 3. Hồng tuyết ha. Là 4. Cam 5, lửa ha. 5. Năm màu đó, hiện tại là mình thấy được năm màu nha bà con. Cái này là năm màu cả nhà mình đây. Còn đây một cái màu thái nữa nè. Giờ mình tính năm đi ha. Rồi năm thôi. Bây giờ đi về thì thấy được cái gốc, cái tàn thì quá xa. Cao này thì 80 hơn, ngang thì 95 ạ. Vành cổ nữa nha, vành cổ chứ. Quanh cổ là 29 hơn cái nhầm đây. Cổ 29 hơn. Ngũ sắc những cái dòng siêu hoa. Ngũ sắc này cái nhà. Năm màu ha. Cái này xin lưu cái nhà mình là 950k cái nhà mình đây. Rồi, 950 cái ngũ sắc với bự luôn cái nhà. Bên em vô lưu hoàn toàn bao ship ha. 3 màu tiết, 1 màu lửa và 1 màu
cam ca thái cam lửa với thái trắng phước hồng. À, một màu thái trắng phước hồng thì ba màu tiết là năm màu. Năm màu. 950 mã số 5 nè. Cây ngũ sắc nè. Em đi luôn hoàn toàn bao ship ship luôn nguyên chậu vậy nghe cả nhà. Đây, cây này mã số 6. Thôi ôi. Cây nó vừa phân vừa tưới nước, cây nó to nó cũng rất là nặng nha bà con. Bức cỏ cho dễ thấy kìa. Tiếp theo là một cũng cái cây ghép nhiều màu. Này cũng nhiều màu nha cả nhà. Để em đo rồi em tính cao là 85 ha. Ngang đây qua đây là 1 mét, tính 1m05 đi là nó còn dư cho dữ lắm ha. Cây này bà con mình mua về mình để tự nhiên không xử lý bông mà nó ra hoa quanh năm luôn. Dọc hết, siêu bông cả nhà. Hết cái này ra tới cái khác ra. Quanh cỏ là 28 cả nhà mình á. Bởi đấy bự luôn nha, lực luôn nha. Cây này xả tàn quá đẹp. Mã số 6 ạ. Màu là tím lửa ruby ha. 1. Trắng tuyết ha. 2. Cam lửa ha. 3. Đỏ lửa ha. 4. Cái này. Rồi, 3 màu lửa, 1 màu tuyết cái nhà mình đây là 4 màu. Rồi, 3 màu lửa, 1 màu trắng tuyết, 4 màu. Rồi, cái này em xin luôn cái nhà mình là 950k luôn cái nhà mình đây. 950. 950. Mã số 6 ạ. Đây mã số 7. Số 7 cũng nhiều màu cái nhà mình. Cây này cũng ghép nhiều màu. Cao đây là 9 tính 90 đi. Ngang thì 90. Cao 90, ngang 90 coi nha. Quanh cổ đây thì 28 cái nhầm đó. Đấy là cũng bự ha, cổ bự. Giờ điểm màu ha. Màu đây là cam lửa ha. 1. Trắng tuyết ha. Trắng tuyết 2. Đỏ lửa. Đỏ đỏ lửa cả nhà. 3. Tím tuyết 4. 4 màu thôi bà con ơi. Cái này 4 màu. Này một tím lửa đỏ. Không. Đỏ bạn ha. Tính 4 màu luôn cả nhà mình ơi. 4 màu. 2 màu lửa, 2 màu tuyết ha. Cái mã số 7 cả nhà mình ơi. Vẫn 950k luôn cả nhà mình ơi. 950 cái 4 màu luôn ha. 2 màu lửa, 2 màu tuyết ạ. Xem kèm ư nữa coi. Cái này các bạn rất là dày bà con. Mã số 8. Dày bà con mình cắt tỉa bớt. Tiếp theo, cây này cũng mã nhiều màu. Mã số 8 cả nhà cũng nhiều màu cả nhà. Cao đây 80. Ngang thì 1 mét cái nhà mình đây. Tùm lum luôn. Tàn nó quá sát cái tàn. Quay về thấy gốc coi. Bành cổ này 27 cái nhà mình đây. Bành cổ 27 ha. Giờ em đếm màu cái nha. Trắng tuyết ha. 1 màu. Tím tuyết ha. 2. Cam lửa ha. 3. Tím lửa ha. 4. Đỏ lửa ha. 5 màu. Cây này được 5 màu cái nha. Ngũ sắc ha. À, mã số 8 ạ. Xin lưu 950k luôn cái nhà mình đây. 950 cây 5 màu. 5 màu. Ngũ 3 màu lửa, 2 màu tuyết nha cả nhà. Ngũ sắc ạ. Mã số 8 ạ. Rồi. Tên mã số 9 cả nhà mình. Dưa hấu ha. Dưa hấu vàng. Mỗi đợt mỗi nụ rồi bà con ơi. Mỗi chùm hoa mỗi đợt. Cao nó 80. Ngang 80. Mình có 18 cái nhà nè, đấy nó khum khum vậy ha. Dạ. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 330k cái nhà mình nè. 330k. Cho cây dưa hấu vàng mã số 9 ạ. Cái mã số 10. Cẩm thạch tím cái nhà, ôi gốc không phải nặng gì. Cẩm thạch tím siêu hoa. Cây đang bước nụ nha, dáng bay. Một nhánh luôn ha. Cao là 63. Ngang đây là 50. Quạnh ngay cái này là 22 cái nhầm đây. Bởi đế nè. À, cắt còn một nhánh nè. Rớt bò em cắt còn một nhánh ha. Đây. Mã số 10 cái nhà. Này xin giữ lưu cái nhà 360k cái nhà mình đây.
360 rồi. Cho mã số 10 cẩm thạch tím ạ. Mã 11 dít bì da cả nhà mình ơi. Cao nó 80, ngăn gì là 80 đi, quá xá già. Cây này đang bông quá chừng luôn. Mình cổ chỗ này eo 15 rưỡi nhà mình ơi. Kẹo bông hết nè, dít bì da ha. Cây này đang đâm bông từ đất lá một ra cốt luôn nghe cả nhà. Đó, quá chừng luôn rồi. Mã số 11 ạ. Cái này xin giao lưu của nhà 350k cả nhà mình ơi. 350k mã số 11 hay dít bì da. Rồi đây mã số 12 cả nhà mình ơi. Đây là cẩm thạch Vinbass ha. Đó tàn này. Dòng siêu hoa. Dòng này cũng siêu hoa. Hoa màu hồng rất là đẹp. Cao nó 52. Ngang đây thì 33, đây thì 40. Nó vẫn cổ rồi nha. Vẫn cổ này 22 cái nhà này. Bởi đế nó quằn quèo vậy luôn ha. Đó. Rồi cây cẩm thạch Vinbass này xin giao lưu cái nhà 340k cái nhà mình đây. Đó, cẩm thạch Vinbass này lúc bước nó có chày nhẹ này nghe cái nhà đây này, có dập nhẹ đây ha, nên chắc keo cho này nào có bị nhẹ là nó nói. Đó. Mã số 12 ạ. Thế mã 13 dưa hấu cái nhà này đang bấp ha, hết biết cái cục hấp hoa nè. Dưa hấu cây đang hoa đang nụ, đang nụ cái nhà kỳ luôn ha. Cao là 69 nè. Cun đặt nha, ngang nó 48. Mình cổ thì 26 cả nhà mình ơi. Bể đế thì lừa như vậy nè, một bể luôn nè. Đó. Rồi, cái này xin giao lưu cả nhà 450k cả nhà mình ơi. Cho cục phôi gì ha. 450. À, cho cây dưa hối đỏ cả nhà. Mã số 13. Đây cái đây thì nó có tàn tàn đang xỏ đây, mã 14. Dưa hấu đỏ kia đang búp cả nhà. Đó, đang xỏ tàn ha. Cao này thì 65. Ngang thì 65. Cục đế cũng bằng kia cả nhà. Mình cổ 27 nha, đây cho thấy đế ha. Đế khá là đẹp ha. Đực luôn cả nhà mình đây. À, dẫn 450 cho mã 14 nha nha, dưa hấu đỏ ha, một cặp luôn đó. 450 cái nha, mã số 14 là dưa hấu đỏ ạ. Đây mã 15. Cẩm thạch tím, quách búp bông à. Cây đang kẹo búp hết trơn. Cao nó 68 ạ. À. Ngang đây đây thì 60. Mình cổ thì 20 cái nhầm đây. Đó. Cây như hình đó ha. Rồi, cái này xin giao lưu cái nhà mình là 330k cái nhầm đó. Rồi cẩm thạch tím ha. Mã số 15 ạ. Rồi. Mã số 16. Đây cũng cẩm thạch tím nữa đây. Mười sáu nha. Cao là 70. Ngang thì 70 luôn cả nhà mình đây, cẩm thạch tím tiếp ạ. À. Một nhánh luôn cả nhà. Mình cổ nó thì 23 cả nhà mình đây. Một bò duy nhất luôn. Một bò duy nhất luôn nha. Đó. Bởi đấy lực luôn ha. Mã số 16, cẩm thạch tím xin luôn cả nhà 360k cả nhà mình đây. 360k. Rồi. Rồi. Mã số 16 ạ. À. Rồi, tới mã số 17 nha, một màu đỏ lửa. Cao này 80, ngang này 80. Đó. Quần cổ là 19 cái nhầm đây. Mã số 17 ha, đỏ lửa. Này xin luôn cái nhầm là 370k cái nhầm đây. Cho màu đỏ lửa vậy ha. Mã số 17 ạ. À. Cái mã 18 đây, cái hàng gọn gọn đây, một cốt đây. Cẩm thạch tím ở nhà mình đây. Cao nó 70. Ngang đây 50. Mã 18. Mã 18 ở nhà. Mình cổ nó 12 cái nhà mình đây.
Đó. Này xin luôn, cái nhà mình là 220k cái nhà nè, cẩm thạch tím nha, một rưỡi gọn gọn. 220 mã số 18 ạ. Cẩm thạch tím. Mã số 19. Hai màu tiết ha. Dòng siêu bông. Cao nó 75. Ngang 50. Mình có 15 cái nhà mình đó. Đi ghép hai nhánh phụ nha cả nhà. Hai cái nhánh chánh thì rớt à. Rồi, cái này xin giới luôn cái nhà mình là 220k cái nhà mình đó. Cái mã số 19 nè. Hai nhánh phụ ạ. Tới mã số 20. Một cây bonsai. Một màu cả nhà mình. Cẩm thạch tím ạ. Cao nó 45. Ngàn này 40. Gửi vắng quéo kiểu này luôn ha, nhìn không biết kiểu gì nữa nè. Mình cổ là 16 cái nhà mình đó. Nó hàng bonsai lùng lùng luôn. Rồi cái này xin với luôn cái nhà mình là 250k cái nhà mình đó. Hàng bonsai nha. Rồi gửi vắng quéo. Mã số 20 ha. Thì mã 21. Thì cái chốt mã chốt 21 này. Mã 21 cái nhà. Cao nó là 60. Ngang nó 60. Mình cổ đây 15 cái nhà nè, cẩm thạch tím ha. Một bo duy nhất. Một bo nha. Về cái nhà đỡ đứng ấy thì thích nha. Giờ cái này xin giới luôn cái nhà mình là 280k cái nhà mình. Cho mã 21 mã chót cả nhà. Rồi cảm ơn cái nhà đã xem hết video. Cái nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 0795428752 cái nhà. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào bà con. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chúc ủng hộ nhà vườn nha. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ và hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.